Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn quận 7 sẽ diễn ra triển lãm Việt Nam Motor Show 2024 với chủ đề Công nghệ mở tương lai xanh. Với chủ đề Công nghệ mở tương lai xanh, triển lãm có sự tham gia của 19 thương hiệu ô tô, xe máy và 50 thương hiệu trong ngành công nghiệp phụ trợ với hơn 300 gian hàng. Tại triển lãm, các thương hiệu sẽ trưng bày và giới thiệu những mẫu xe nổi bật với các công nghệ hiện đại của riêng mình, đặc biệt là các mẫu xe điện, xe hybrid mới nhất một trong những điểm nổi bật tại triển lãm là yếu tố công nghệ sẽ được tối ưu vào các hoạt động sáng tạo nhằm mang lại cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, trong khuôn khổ các hội thảo tại triển lãm, các hãng cũng sẽ đề cập nhiều về xe điện hóa và công nghệ nhiên liệu Euro 5, tiềm năng phát triển xe điện và các giải pháp năng lượng xanh, sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu.